Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự trưa thứ hai, ngày 27 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, trồng rau an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm đang là hướng đi được nhiều hợp tác xã tổ hợp tác trồng rau trên địa bàn tỉnh quan tâm phát triển. Theo thống kê sơ bộ, tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị này trồng được trên 100 hectare rau an toàn. Các mô hình trồng rau an toàn có hầu hết ở các huyện, thành phố trong tỉnh, nhưng tập trung nhiều tại các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới và thành phố Bắc Cạn. Trong đó điển hình như hợp tác xã nông nghiệp Thanh niên Như Cố, huyện Chợ Mới với mô hình trồng rau hữu cơ. Các tổ hợp tác sản xuất rau an toàn tại xã Cư Lễ, xã Hữu Thác, huyện Nari, tổ hợp tác rau sạch thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, nhóm sở thích trồng rau sạch tại xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, hợp tác xã trồng rau an toàn tại Thượng Giáo, Ba Bể, hợp tác xã trồng rau sạch công nghệ cao tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn. Thời gian qua, các mô hình trồng rau sạch này hoạt động khá hiệu quả với thu nhập trung bình đạt từ 50 đến 80 triệu đồng một hecta một vụ. Năm nay, huyện Chợ Mới được giao chỉ tiêu thu ngân sách gần 15 tỷ đồng. Hết quý 1, huyện thu đạt gần 16% kế hoạch. Số thu ngân sách quý 1 năm nay của huyện Chợ Mới đạt trên 2,3 tỷ đồng, tập trung ở các nguồn thu như thuế rừng trồng, thu hộ sản xuất kinh doanh, thuế xây dựng cơ bản. So với cùng kỳ những năm trước, huyện Chợ Mới đang có số thu ngân sách cao hơn do những tháng đầu năm huyện đã đặt ra mục tiêu cụ thể thu theo từng quý, từng tháng. Khó khăn nhất vẫn là thu thuế các hộ kinh doanh vận tải, thuế từ các doanh nghiệp vãng lai. Đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch bệnh đã được thực hiện chính sách hỗ trợ về thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm này, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn đã quản lý 1,6 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân giúp cho 71 hộ dân xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh. Trong đó, quỹ hỗ trợ nông dân trung ương có dư nợ hơn 1 tỷ đồng cho 31 hộ vay. Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh có 2 hộ vay với số tiền 80 triệu đồng. Nguồn vốn của huyện và xã có trên 600 triệu đồng giải ngân cho 46 hộ vay. Hàng năm, Hội Nông dân các cấp ở Chợ Đồn tăng cường vận động hội viên tham gia đóng góp quỹ hỗ trợ nông dân nhằm nâng cao tổng số vốn, tạo điều kiện cho nhiều hộ hội viên được vay để phát triển kinh tế. Đồng thời tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân áp dụng vào trong lao động sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được hỗ trợ là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, hộ kinh doanh, người lao động bị chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương, ngừng việc đối với người lao động. Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau. Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 1 tháng 6 năm 2020. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Sáng nay, tất cả học sinh khối trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu đi học trở lại theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các trường học đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong ngày đầu học sinh đến trường. Tại khu vực cổng trường đều có kiểm tra thân nhiệt của học sinh để đảm bảo giữ khoảng cách phòng dịch theo quy định. Hầu hết các lớp chia đôi học sinh học thành hai buổi sáng chiều. Học sinh cũng được giáo viên và cán bộ nhà trường nhắc nhở đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn. Trong quá trình học tập, các trường trung học phổ thông không tổ chức chào cờ, kiểm soát chặt người ra vào khu vực trường học, thường xuyên nhắc nhở các em học sinh về việc giữ sức khỏe, không tụ tập đông người ở sân trường và các nơi công cộng khác. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 4, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Bắc Cạn đã triển khai phun khử trùng để chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp học.
Hiện nay, thành phố Bắc Cạn có gần 30 cơ sở đào tạo công lập và nhiều nhóm trẻ độc lập tư thục, cũng như các cơ sở giáo dục khác ngoài công lập. 100% các cơ sở giáo dục được phun khử trùng nhằm vệ sinh tiêu độc tại các cơ sở này để sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp theo chỉ đạo của ngành giáo dục. Đây là đợt phun thứ ba trên địa bàn kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện. Dự kiến đến hết ngày 28 tháng 4, các cơ sở giáo dục ở thành phố Bắc Cạn sẽ thực hiện xong công tác tiêu độc khử trùng, đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học. Thời gian qua, công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, đặc biệt với sự vào cuộc của những tuyên truyền viên là trưởng thôn, cán bộ cơ sở và cán bộ đoàn thể đã góp phần không nhỏ giúp người dân chủ động phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Bạch Thông. Những ngày đầu tháng 4, chị Lường Thị Thuyền, trưởng thôn Nam Lanh Trang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông đi dán tờ rơi trên các tuyến đường nội thôn. Để công tác phòng bệnh ở địa phương được người dân hiểu rõ, chỉ trong một buổi sáng, công việc dán tờ rơi của chị Thuyền đã hoàn thành. Những khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 đều được căng treo cẩn thận. Nhờ đó góp phần giúp người dân địa phương thực hiện tốt công tác phòng dịch bệnh. Trong cái thời điểm này thì người dân người ta thực hiện như thế nào cái chuyện mà phòng dịch? Thì phòng dịch tốt, tự khác, tự nhà, tự ở, tự cách đi, không đi ra ngoài. Việc dán tờ rơi như thế này thì theo chị thay đổi như thế nào? Thì người dân cũng thực hiện theo. Bên cạnh phát tờ rơi, thời gian qua các cán bộ ở cấp cơ sở trên địa bàn huyện Bạch Thông cũng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin về dịch bệnh đến với từng người dân đang sinh sống trên địa bàn. Họ đã phối hợp với thôn, tổ tập trung tuyên truyền cho người dân tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà cửa sạch sẽ. Qua đó giúp bà con yên tâm lao động sản xuất. Được phân công các thành viên trong ban chỉ đạo để mà thực hiện các cái nhiệm vụ theo kế hoạch công tác phòng chống dịch, đồng thời là phân công xuống từng thôn bản để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch. Trình tổ chức thực hiện thì đối với địa phương thì cũng bà con và nhân dân trên địa bàn thị trấn ấy cũng đồng tình ủng hộ để chấp hành trong cái thời điểm theo cái chỉ thị 16 của Bộ Chính trị. Trong thời gian tới thì địa phương cũng tiếp tục hiện nay cũng có tuyên truyền trên các thông tin đại chúng, rồi cũng đã tiếp tục chỉ đạo cho các hội đoàn thể của địa phương cũng như là trưởng thôn được các tất cả các tầng lớp nhân dân hiểu được về công tác phòng chống dịch, đến từng gia đình gặp từng người để phát tờ rơi và tận tình hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 là cách làm được các cán bộ cơ sở và những tuyên truyền viên của các tổ chức đoàn thể ở huyện Bạch Thông thực hiện. Nhờ đó tinh thần chống dịch như chống giặc đã lan tỏa đến từng nhà, từng thôn xóm. Mỗi bước chân của họ đã góp phần giúp từng người dân thêm tin tưởng vào thắng lợi của cuộc chiến chống dịch COVID-19. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh. Bây giờ là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay.